Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9, có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Good morning Ngọc Lan Hoàng Trọc thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với cà phê sáng và mời quý vị cùng uống với chúng tôi một ly đi trà. Cà phê sáng, sáng. sáng đáng lẽ mình phải có cà phê uống chứ Ngọc Lan thấy cà phê thấy uống trà. Uống rồi, uống từ lúc 4 giờ sáng. <laughs> Xin chào ông thị kính chào quý khán giả. Mỗi ngày thức dậy 4 giờ sáng quý vị sáng dậy sớm riết quen. Hôm qua mưa bắt đầu từ 4 năm giờ Ngọc Lan còn ờ tại ý thấy sao? Chiều, dạ tại vì chiều ngày hôm qua 5 giờ chiều ngày hôm qua Ngọc Lan đi làm livestream. stream oh. đó là lý do mới biết là bước ra đường lúc đó là mưa. Ừ. Mưa thành ra nhìn thấy đi ngang chợ Tết thấy tội nghiệp lắm. Mưa xong rồi là mưa suốt luôn cho đến uh, tới giờ này luôn. <laughs> có lúc nó ngưng nhưng mà mà thời tiết dự yeah. báo thời tiết hay thiệt. Uh, Ngọc Lan nhớ nói là sáng nay á, là là 6 giờ bắt đầu mưa. Uh, ok, không, 5 giờ bắt đầu mưa mà lúc mình coi là 4 giờ hơn. Đúng, 5 giờ cái thấy mưa, màn hình mưa rơi, rơi 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 xuống à, mưa đến 1 ra, giờ đó à, đi ra đường thì chúng tôi thấy mưa tới Bolsa thì không thấy mưa khoảng 6 giờ mấy à, nhưng mà đây là một trong những hình ảnh ở phía bắc California từ Santa Barbara trở đi quý vị thấy Ventura cũng lũ lụt nói chung là lũ lụt cả California nhưng mà tùy những nơi có nào những nơi nào chỗ trũng mặc dù chúng ta thấy chúng ta lái xe từ đây À, 101 lên phía bắc Là càng lúc càng lên cao Nhưng mà lên cao không có nghĩa là tránh được lũ lụt Bởi vì đi vào các vùng Thung lũng Khi nghe đến chữ lũng Thung lũng <laughs> thì Chúng ta biết chung quanh là đồi núi Rồi ở giữa có những cái chỗ trũng Thì đây là một trong những khu vực à, Của Montecito à, Salinas Từ à, trên Santa Barbara trở đi Hình ảnh của hãng thông tấn Reuters thì à, gửi về đoạn video ở Santa Barbara. À, đây là những hình ảnh mới nhất họ mới gửi về từ chiều hôm qua. Khi mà bắt đầu mưa đổ xuống vào khoảng 4 giờ chiều. Thế nhưng một cái điều nguy hại đó thưa quý vị, lần này không những mưa nhiều mà còn gió nữa. Gió ở quận Cam thì ít 25 dặm. Đó chúng tôi ghi nhận được có nơi thì à, có thể lên tới 40 dặm. Nhưng mà ở trên vùng miền Bắc đó, là lên tới 60 dặm được. Tin tức sáng ngày hôm nay cho biết là rất nhiều người bị kẹt trong lũ. À, mặc dù đã có những khuyến cáo nhưng mà nhiều người họ không có theo dõi tin tức. Cho nên họ không có nắm được cái con đường. Thậm chí đây là những người trong địa phương nữa. Họ biết là khu vực nhà của họ lũ lụt nhưng mà họ vẫn ra đường. Và vì thế kẹt trên đường. Thậm chí có những người di chuyển ở vùng... Gilroy đó thưa quý vị Đây là Gilroy à, Từ Salinas quý vị đi lên Có xa lộ 101 Và sáng hôm nay Cả xa lộ bị đóng lại Quý vị tưởng tượng Xa lộ nó xây cao hơn Hai bên đất à, Bên chung quanh Mà chung quanh chúng ta thấy đó Là đi qua khỏi vùng Salinas trở lên đó, Hai bên là đồng ruộng Trên cao thì trồng nho ở dưới thì có nơi họ trồng cỏ cho bò ăn có nơi trồng rau cho nên cả cái khu vực salinas này nếu quý vị lên đây đó là quý vị thấy cả một cái vùng chúng tôi lên đây uh, cũng một vài lần rồi lái xe đi vào bên trong nè rồi có cái con đường đi dọc theo biển đó, đẹp lắm để lên santa cruz thú vị vô cùng nhưng mà lúc này thì thôi thê thảm đi chỗ nào cũng toàn nước cả cả xa lộ bị uh, lụt cho nên những người có đi làm vào sáng ngày hôm nay đó thì không đi làm được. Tin tức mới nhất ghi nhận được thì một đoạn đã được mở ra nhưng mà chưa biết tình hình thế nào. Mưa từ bên này nó đổ sang bờ bên kia. Ngọc Lan mà lái thẳng qua một cái là nước nó cuốn qua bờ bên này luôn. Cho nên mưa vô cùng nguy hiểm. Vì thế cảnh sát họ đã biết trước được chuyện đó cho nên họ chặn cái, những cái đoạn đường này lại. À, tình hình Khá là thi thảm bởi vì cái số người chết đó, hôm qua là 12, hôm nay cái số người chết lên tới 14. Trong đó có một chiếc xe bố mẹ đang di chuyển thì kẹt trong vùng lũ. À, họ sợ quá bởi vì nước càng ngày càng dâng lên thế là họ mở cửa ra họ cùng tháo chạy. Thì trong lúc mở cửa một đứa bé nó vụt khỏi tay mẹ hay tay bố, nó ngồi phía sau, nó vụt, nó mở cửa ra thì nước cuốn vào cuốn nó đi luôn cho đến uh, chiều hôm qua thì lực lượng uh, cảnh sát nói vì vấn đề tình trạng lũ lụt nó quá nguy hiểm ngay cả bản thân lực lượng cứu hỏa và cảnh sát cũng gặp nguy nữa họ bỏ cái cuộc tìm kiếm luôn thì bây giờ không biết xác đứa bé nó nằm nó giờ đi đâu nữa nó khổ một cái nó không có nằm trong dòng sông nó không có nằm vùng uh, trên uh, uh, đất liền mà nó có thể nó rơi vào trong những cái con lạch nào đó nó kẹt trong đó bởi vì nước lũ như quý vị nhìn thấy cuốn khủng khiếp cho nên tình trạng này hiện nay uh, tiếp tục nằm trong cái tình trạng khẩn cấp mưa vẫn còn kéo dài bởi vì quý vị tưởng tượng như chúng tôi đã thưa đó ngày hôm qua đó một dòng sông uh, trên không nó rơi xuống dòng sông nó di chuyển từ vùng thái bình dương nó rơi xuống một lúc như vậy Cả California, mà không những California, các khu vực như là Utah, Nevada, Arizona cũng có những cái ảnh hưởng à, Chúng ta ở đây, quận Cam thì đỡ nha Một lan lái xe khoảng 2 giờ đồng hồ lên vùng Inland Empire, đó, Riverside Thì mưa, nó cứ à, kéo từ ngoài bờ biển Long Beach, Seal Beach Nó đi vào bên trong qua vùng Anaheim vân vân Đẩy sang Riverside, tới Corona và tới Inland Empire, uh, Riverside, San Bernardino và đến uh, trưa chiều ngày hôm nay các khu vực này tiếp tục sẽ bị uh, lũ lụt uh, và vì thế uh, giới chức uh, chính phủ khuyến cáo uh, việc uh, di chuyển uh, gây uh, khó khăn uh, nhưng mà cái gì nó nhiều quá thì nó cũng bất lợi phần mà uh, nước là tiền thực sự mỗi tháng chúng ta trả tiền nước chúng ta cần nước cho California nhưng mà nước nhiều quá nó lại gây tốn kém cái ngân sách cho chính phủ vì vì uh, À, vấn đề mà xây dựng lại con đê bờ à, đê tất cả mọi thứ rất là phiền. Anh, anh Thụy đang nói về cái chuyện mà nước là tiền, à, nhiều tốn nhiều nước quá tốn nhiều tiền. Yeah. Nhưng mà trong thời gian qua đó quý vị à, nhiều người mà sử dụng gas ở miền Nam California ừ. đã nhận được một cái email thông báo rằng là quý vị sẽ thấy cái bill của cái tháng giêng này á nó tăng lên một cách không trông đợi thì bây giờ đó cái thư này thì ngọc lan nghĩ là nhà, những ai mà dùng của uh, uh, sao koga thì đều đã nhận được cái email này từ tuần trước rồi nhưng mà ngày hôm qua mới bắt đầu nhận bill thì ở trong này mặc dù nói rằng là cái bill tháng giêng đó là nó cao hơn là người ta dự đoán À, nó có thể mới đầu là dự đoán có thể là cao khoảng gấp đôi của tháng 12 nhưng mà bây giờ nó hơn gấp đôi luôn ờ. Ờ. và người thì, họ cũng nói rằng là thông thường á tháng giêng của mỗi năm tháng giêng của mỗi năm cái bill tiền gas thì bao giờ nó cũng cao hơn nhưng mà của ừ. năm nay nó cao hơn của năm ngoái nữa thì Ngọc Lan mới vào coi đúng là sáng nay mình thấy cái cái uh, bill tiền gas thì hơi uh, giật mình á một mấy đồng tiền ga tiền ga trong khi uh, tháng này. 12 cũng là là cái tháng cao giống như cái tiền ga uh, khi mà mở ra mình sẽ thấy nó thay đổi uh, có những cái tháng thấp nhất nó chỉ hai mươi mấy đồng thôi Ờ, hai yeah. mươi mấy đồng ba mươi mấy đồng có rồi bắt đầu những cái tháng cao là khoảng 70 mươi mấy đồng là cao nhưng mà yeah. Ngọc Lan coi Ví dụ như tháng 12 đó 70 mươi mấy đồng tháng này 175 đồng mà đúng y như trong cái email họ đã gửi ra họ nói rằng là cái Bill của tháng giêng nó sẽ cao Được hơn quá. gấp đôi của tháng 12 hai hơn người ta mong đợi, hơn ừ. người ta dự trù Là bởi vì à, Thời tiết lạnh vừa rồi Rồi xong rồi kéo theo nhiều vấn đề Rồi gas họ mua Cái nguồn khí đốt đó nó mắc Tăng hơn gas, rất là yeah. nhiều Cho nên ừ. dẫn đến là cái chuyện Là quý vị à, khỏi phải ngỡ ngàng Khi mà nhìn thấy cái Bill Tiền gas của tháng này Chưa nó quá Chưa bao giờ, đó. giờ tôi nghe gas 170 triệu đồng Năm ngoái Học Lan coi rồi á Năm ngoái cũng nhớ giật mình là 140 mấy đồng Là giật mình Nhưng mà năm nay nó hơn nữa nó hơn nhiều. Tôi biết lý do tại sao rồi. Nhà Ngọc Lan sưởi ấm 24 trên 24. Ngọc Lan sống không thể nào cái khí hậu nó dưới 67 độ được hết cho nên cứ thế. Chúng tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau bàn quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District lại với cà phê sáng và quý vị đừng quên chủ nhật này rồi nhanh quá tại thương xá Phước Lộc Thọ bắt đầu từ 10 giờ sáng mời quý vị ra thương xá Phước Lộc Thọ chủ nhật này khởi đầu với chương trình của Little Sài Gòn TV Tết hàng năm khởi đầu với lắc bầu cua cá cọp với anh Phạm Khanh tí cho vui khoảng uh, nửa tiếng uh, 45 phút sau đó bắt đầu chương trình thi nấu và gói bánh trưng bánh tét truyền thống hàng năm rất là vui nhộn kéo dài tới chiều tối luôn lý do là sau đó là chương trình thi áo dài fashion thời trang nữa trình diễn là... trình diễn áo dài mà luôn. đây là cái nhóm chuyên nghiệp họ trình diễn Ô, chuyên nghiệp dạ, trình diễn họ chuyên luôn. nghiệp Ồ. họ nhận lời họ trình diễn cho mình uh, quý vị nhớ là chủ nhật này bắt đầu từ 10 giờ sáng giống như anh Thụy nói Ờ, sẽ có cái phần đầu tiên là chơi uh, lắc bầu cua uh, để trúng thưởng năm ngoái Ngọc Lan nhớ đó nhộn lắm tại vì ai cũng mới đầu hơi ngại ngại cái sau cái đua nhau lên ghi danh để mà tại vì cứ lắc ra nhiều khi trúng tùm lum tùm nhưng mà đâu có bỏ tiền đâu phải không? Đúng, không không có bỏ tiền gì hết á rồi phải là, được là quà bạc quý vị trúng là... quà Little Saigon Sài Gòn có người bảo trợ cho nên quý vị lắc trúng ừ thì có quà tặng cho quý vị yeah. rồi sau đó thì quý vị sẽ xem uh, chương trình mà thi uh, gói bánh trưng bánh tét mỗi năm thì chỉ có gói một thứ thôi năm nay là gói cả bánh trưng lẫn bánh tét wow. uh, không có nấu tại vì họ nấu sẵn ở nhà mình không có đủ thời gian nấu ừ. uh, nhưng như mà như bên... vậy có cuộc thi nếm uh. yeah, nhưng mà có cuộc thi ăn bánh trưng <laughs> à, bánh trưng bánh tét nếm thử uh, quý vị uh, có thể uh, bắt đầu từ tối ngày hôm qua thì ở trên uh, lý sài gòn tv 56.10 cũng như trên YouTube, Facebook thì đã bắt oh. đầu cho chiếu lại chín uh, tập chín uh, tập cái game show thi trò chơi dân gian để cũng là sáu đội này họ thi uh, xong rồi mới bước đến chủ nhật này là vòng 2 để thi gói bánh trưng bánh tét thì quý vị vào để xem các trò chơi dân gian mà các đội này đã thi để coi nó vui đến mức độ nào. Um, Tất cả những người mà đã đã xem rồi đó nói là họ cứ coi đi, coi lại thì nó nó quá vui, mặc dù là chỉ mới có tập đầu tiên thôi, mỗi tập như vậy chỉ khoảng 12 13 phút quý vị sẽ xem để coi được cái những cái uh, diễn tiến nó ra làm sao, người Action ta đã chơi ra vui như thế nào trong <laughs> hình quý vị thấy bò bé bò càng bò càng luôn, nhưng mà cái vui á là họ nói lúc lúc đầu thi á có những người họ rung lắm, bởi vì có những người tuổi trên 50 rồi À, lần đầu oh tiên tham gia những cái cuộc thi như thế này à, họ cũng hơi <laughs> ngại ngùng nhưng mà khi đã vào rồi thì thôi ai cũng là coi như là à, không cần biết gì chỉ biết là à, làm sao để mà hoàn thành cái cuộc thi thôi à, lúc mà phỏng vấn họ trả lời đó trời ơi mình nhớ lại vui không thể tưởng tượng được à, ví dụ như đây là độ kéo con một bên á thì có có anh chàng bảo đỏ phía sau anh mạnh của anh giật cả bên kia té <laughs> lăn lăn bò hết trơn luôn à, anh này thì anh kêu là anh từng đi hướng đạo rồi rồi trò ừ. chơi này anh có chơi cho quý vị xem ở trên youtube cũng như là trên Little sài gòn tv năm mươi sáu chấm mười hay là trên website vào lúc sáu giờ chiều à, tối nay thì sẽ có tập à, thứ hai tập thứ ba rồi trong từ đây cho đến hết tuần thì quý vị sẽ xem được hết trọn chín tập chín tập yeah, 9 luôn tập. Tha hồ rồi xem. xong rồi cái đến ngày Chủ nhật thì mình sẽ thêm các đội này họ chỗ tài gói bánh trưng bánh tét ở ngay ngoài Phước Lộc Thọ. Chủ nhật thì có chương trình chúng tôi chiếu uh, trên đài TV, rồi sau khi chiếu TV rồi thì lúc đó quý vị mới xem trên YouTube được. À, đó là cái diễn biến hiện nay. À, đó là lý do tại sao Ngọc Lan đã giới thiệu cái chương trình mà kéo. À, rồi <laughs> chương trình kéo à, chương trình thi Trời đấu để, để à, chuyện trò chơi dân dã Việt Nam bấm à, <laughs> bây giờ mới lên YouTube được nhưng mà đây là dịp bởi vì đã vào Tết rồi cho nên quý vị vừa xem không khí Tết hôm à. qua chúng tôi à, trên đường về nhà thì thấy bắt đầu cái hình ảnh dễ thương lắm à, cặp vợ chồng già ừ. đi bộ trên đường bô sa ông chồng tay cầm một bó hồng bó đào à bó đào để đi lững thững lững thững bà vợ thì cầm túi sách mới vừa đi chợ Tết xong và cái hình ảnh đó chúng ta thấy rõ ràng Tết năm nay nó hơi bị xíu là do cái tình trạng mưa à. yeah. mưa này nó kéo dài nghe nói đến thứ bảy chủ nhật nó trở lại tức là nó có thể hết trong ngày hôm nay đến chúng tôi chờ xem coi dự báo thời tiết như thế nào trong những ngày tới thì lúc đó cái sinh hoạt chợ Tết um, được biết là cái chương trình bonsai hay cái gì đó, cái chương trình mà thí, um, à, không à, phải triển à, lãm triển lãm bonsai cây dạ, là cây hôm thứ đó. bảy và chủ nhật vừa rồi yeah. ở trong Phước Lộc Thọ bên ừ, trong Phước Lộc bên Thọ. Bên trong. Dạ. Yeah. Còn à, cuối tuần này thì quý vị sẽ xem cái chương trình thi gói bánh trưng bánh tét bên cạnh cái việc mà quý vị đi chợ chợ Tết Phước yeah. Lộc Thọ. À, cuối tuần này theo dự báo thời tiết đến hôm nay thì ngày chủ nhật Ngày mà Đài mình tổ chức á thì nó không có mưa. Cho nên okay, thì quý vị này sẽ không mưa vừa, vừa đi ừ. chợ Tết. À, cái chung á thì những người mà bán hàng á họ nói là năm nay có vẻ là hơi hơi ít khách hơn những năm trước. Lý do là thời tiết nè, rồi một phần nữa à, nghe nói cái số lượng người mà người ta về Việt Nam ăn Tết sau mấy à. cái năm dịch họ không có đi được nó cũng nhiều rồi uh, lạm phát lạm phát yeah. nữa cho nên uh, nhiều người á, họ đi họ chủ yếu đi chợ tết đông nhưng mà đi chụp hình còn mua đó thì nói rằng là giá cả nhiều khi họ họ uh -huh. uh, muốn tiết kiệm yeah. nhưng mà ngọc lan nghĩ uh, um, nhiều khi mình đừng có so sánh nhiều quá cái giá bán ở chợ tết với lại cái giá bán ở trong chợ hoặc là ở những nơi uh, bà uh -huh. người ta chuyên bán sĩ là bởi vì uh, chợ tết nó có cái không khí của chợ Tết và người ta phải bỏ tiền ra để mà thuê những cái sạp đó Cái giá nó cũng đắt hơn là ở trong các chợ nữa Cho nên mình mua vừa là mình có cái cơ hội mình đi thấy cái không khí mình vừa Coi như mình phải trả tiền cho những chuyện đó thì nó là cũng công bằng thôi Chứ nếu mà mình cứ so sánh tôi đi đây để tôi chụp hình thôi Còn tôi đi vào chỗ khác tôi mua giá rẻ thì cũng tội nghiệp cho những người bán hàng ở đó nó vui bởi vì quý vị đi uh, chợ Tết mà có tí ăn uống ẩm thực Thì đó là cái không khí ừ. à, Nhưng mà cũng có thể nhiều người uh, vì vấn đề ăn kiêng Nhưng mà cũng có thể vì vấn đề tiết kiệm Thay vì họ mua 2 phần, 3 phần Thì họ mua một phần thôi Thậm chí một phần chia hai người ăn à, Ngày hôm qua chúng tôi đọc được một bản tin rất là vui Và đây là bản tin lần đầu tiên mới được đọc thấy trên CNN à, Mối quan tâm là tình trạng hâm nóng bầu khí quyển ừ. À, cái chuyện hâm nóng có nghĩa là vì chúng ta gây à, hại cho không khí Thán khí chúng ta thải ra à, Xe, khói, rồi à, các nhà máy than đá à, Và khói nó cứ bay vào trong không gian Và quý vị biết quả đất đó, nó được bao bọc bằng một cái tầng khí quyển Gọi là ozone Nó bảo vệ ozone nó bảo vệ từ những cái ảnh hưởng độc hại bên ngoài nhất là tia nắng mặt trời chiếu vào và chưa kể là những cái tia khác trong vũ trụ nó bay vào nó gây ảnh hưởng cho nên cả một cái vũ trụ này mà chúng ta thấy đến giờ phút này đã các nhà khoa học họ tìm thấy quá xa xôi đi cũng có những cái hành tinh tương tự như quả đất nhưng mà chúng ta thấy cái phép nhiệm màu ở đây đó là bao nhiêu tỷ 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 ngôi sao hành tinh mà chỉ có mỗi một quả đất của chúng ta là có sự sống ở trên đó thôi. Cho nên cái tầng ozone này trong suốt thời gian từ thập niên à, lúc mà bắt đầu cái thời đại mà phát triển công nghệ đó. Nước Mỹ dẫn đầu thế giới đó. Và than đá được sử dụng để đốt đó. Cái bầu ozone này nó hở thưa quý vị. Và khi bắt đầu nó hở ra đó. Thì những cái tia mặt trời hoặc là những cái ảnh hưởng độc hại từ bên ngoài, nó sẽ tiếp tục hâm nóng, à nó hâm nóng cái quả đất lên. Và cái hiện tượng đó chúng ta đã từng nghe nói đó là cái tảng băng ở vùng bắc cực, nam cực nó tan ra, rồi cái việc hâm nóng khiến cho các đảo quốc bắt đầu từ từ có thể biến mất khỏi bản đồ thế giới. Và trong tương lai nếu mà không có cản trở đó, thậm chí California sẽ bị ngập lụt hết luôn, tức là nước bắt đầu nó ngập nếu mà chúng ta thấy cái vùng Malibu đó Trong bao nhiêu thập niên trước nó không xảy ra Bây giờ càng ngày nước nó càng dâng lên Nhưng mà qua cái tin tức này chúng tôi sẽ trở lại với quý vị Để cho thấy rằng nỗ lực của con người thực sự Trong suốt bao nhiêu thập niên qua Giờ đây bắt đầu gặt hái được thành công Ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang đề cập đến một cái bản tin vui cho cả thế giới quả đất và nhân loại về lâu về dài bởi vì các nhà khoa học gia ngày hôm nay tuyên bố tầng ozone bao bọc và bảo vệ cho quả đất bầu khí quyển của quả đất đó, đang bắt đầu dần dần hồi phục lý do họ nói ngoài cái chuyện một con người thả thán khí ra đó một trong những cái tác động hại nhất cho quả đất là việc sử dụng các loại hóa chất gây độc hại và thưa quý vị ở tại riêng california không thôi đó quý vị đi vào trong home depot hoặc là quý vị order những cái món đặc biệt là hóa chất đó. thường đó, khi mà nhập cảng vào california đó họ sẽ ghi nhận là cái loại hóa chất này không được sử dụng ở california từ sơn cho tới các loại diệt sâu nói chung là thuốc diệt cỏ hay bất cứ những cái loại hóa chất nào thì hóa chất đó đó đã gây ảnh hưởng đến cái tầng ozone này. Thì họ nói rằng trong vài thập niên qua nhờ các nỗ lực của chính phủ trên toàn thế giới và nhất là từ các quốc gia phát triển từ Hoa Kỳ cho đến châu Âu, họ đã ngừng sử dụng các loại hóa chất này và việc đó đã giúp đóng góp vào việc hàn lại, hàn gắn lại cái tầng ozone đang bị ảnh hưởng. Ngoài cái chuyện hóa chất ra xe điện và con người ngày nay trên thế giới bắt đầu càng ngày càng giảm việc à, sử dụng à, các nhiên liệu hóa thạch tức là dầu hỏa đó thưa quý vị dầu hỏa nè rồi khí đốt khí đốt cũng ảnh ảnh hưởng nhưng mà nó ít hơn là so với than đá cho nên cái việc giảm thiểu than đá mà thay vào đó sử dụng năng lượng nguyên tử ngay cả năng lượng nguyên tử cũng gây nguy hiểm cho con người đó dần dần cũng được hủy bỏ luôn cho nên về lâu về dài họ sẽ phải nghiên cứu sang cái việc bây giờ à, sử dụng năng lượng mặt trời năng lượng nhiệt lượng ở trong lòng quả đất rồi à, à, sử dụng nguồn nước đập đó thưa quý vị các đập nước để mà tạo thủy điện đó à, cho nên đó là những cái nỗ lực mà đây là một cái bản tin để cho thấy rằng thế hệ tương lai của con em chúng ta mà bản tin này họ nói đó có thể là chỉ trong vòng một vài thập niên nữa thôi, 10 năm, 20 năm tới là cái quả đất nó càng ngày nó trong sạch hơn. Nhất là các nỗ lực của các chính phủ từ California cho tới những cái tiểu bang khác, những tiểu bang nào mà tăng mạnh trong cái vấn đề mà bảo vệ môi sinh trong đó California chúng ta thấy đó năm 2020 23 35 năm 2030 đến 35 là xe mới bán ra không còn là xe chạy xăng nữa. Thì đó là một trong những cái luật mà chúng tôi thấy là trong tương lai nhiều thập niên tới nữa sẽ không còn một chiếc xe xăng nào nữa hết. Mà không còn xe xăng rồi cái việc mà các tòa nhà building đó, họ không có sử dụng điện mà từ à, dầu hỏa ra nữa. Rồi khí đốt vân vân tất cả mọi thứ, cái điều đó con người đang làm mỗi một ngày càng ngày càng nhiều hơn các kiến trúc sư những người chế thiết kế đó họ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió tất cả những cái năng lượng thiên nhiên thay thế cho năng lượng hóa thạch và đây là những cái tin rất rất là tốt cho tương lai về sau này. Không biết là 50 năm nữa thì đó. thế giới con người sẽ đổi ra sao Tôi hả? nghĩ rằng <laughs> California hồi chúng tôi đến đây đó là nhìn ở um, downtown Los Angeles đó một cái màu vàng ghê lắm mà từ thập niên 70 mươi xăng rồi đốt kinh khủng lắm bây giờ giờ đây nhìn ở đây mà chúng ta có thể nhìn thấy downtown los angeles rất là đẹp rõ ràng hơn đó nếu mà con người không đóng góp vào cái ừ. chuyện đó thì khó lòng mà xảy ra được mặc dù có những ngày nó rất là mù, mịt mù mịt mù yeah, bởi vì nhất cái khói bụi dơ yeah. uh, thưa quý vị uh, ở phần đầu á, anh Thủy có nói về cái chuyện là một cái do cái lũ lụt ở miền Nam California ừ. cho nên là có chiếc xe mở ra rồi cái đứa bé nó bị bị cuốn theo à. dòng nước. À, Ngọc Lan nhớ cái tin liên quan đến cái đứa bé 10 tuổi ở Việt Nam mà nó bị lọt xuống dưới cái miệng của cái cái khối bê tông đó mà từ hôm 31 tháng 12 của năm ngoái cho đến bây giờ là đã đến ngày thứ 11 rồi vẫn chưa được lấy lên chưa có biện pháp nào để mà Mặt lấy lên cho mà. nó đủ hết á. Ờ đầu độ 30 thước lận phải không? 35 m, 35 m. Wow. Ờ bây giờ thì uh, tin tức mới nhất của ngày hôm nay ở Việt Nam đưa cho biết rằng là tất cả mọi cái thiết bị dụng cụ gì đã là tập trung hết rồi và trong một hoặc hai ngày nữa họ mới thực hiện được cái việc mà để có thể thử kéo cái 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 trụ bê tông đó lên, rồi làm cái cách nào để có thể đưa thi hài của đứa bé đó lên được hay không? Mặc dù bây giờ đó nhiều người vẫn còn tranh cãi rồi họ bắt bẻ cái chuyện là, ồ đứa bé chưa có thấy được nó thì làm sao mà biết là nó chết, à, làm sao mà gọi là thi hài vân vân. Nhưng mà nghĩ 11 ngày rồi nó lọt ở trong cái chỗ đó mà không có cái cái oxy không có đủ rồi không ăn không uống thì nó sống làm sao mà nổi nữa. Sau, à, những cái người à, mà người ta có mặt đầu tiên ở ngay cái lúc mà cái thằng bé đó nó bị lọt xuống dưới cái hố đó vào buổi buổi sáng khoảng 11 giờ sáng đó. Thì khi mà họ kể lại đó là tại lúc đó là công nhân đó đi ăn hết thì lúc mà nó cái cậu bé này cùng với hai đứa bạn đi lụm đồ xong nó bị lọt xuống là hai đứa kia nó la lên thì cái người mà ba cái người mà công nhân ở gần đó có mặt ở đó họ chạy tới đó họ nói lúc đầu là họ nghe họ hỏi nó là là cháu ở dưới phải không thì đứa bé nó lên là, là cứu nó nghe còn nghe oh, cái tiếng nghe nó tiếng kêu cứu wow. rồi xong rồi sau đó đó thì người ta mới thảy dây xuống liền ừ. có thảy dây xuống và có cảm giác rằng là lúc đó nó là cái đứa bé này nó dính được sợi dây nhưng mà sau đó nó tuột nó tuột thì người ta nói là ok giống như là kêu nó bình tĩnh để họ thọt xuống nữa thì một chút sau là không có nghe tiếng nó nữa, nữa rồi không có nghe tiếng được nó nữa thì nói là ba cái người mà công nhân lúc đó đó có một người họ nói là giống như là họ rất là hoảng là bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chứng kiến một cảnh như vậy thì cái người đó giống như họ tự trấn an họ xong họ chạy họ đi cầu cứu còn hai cái người kia đó là một người là thọ thò cái sợi dây xuống đầu tiên thì cảm giác được là lúc đó là thằng bé nó có cầm được cái sợi dây nhưng mà rồi là nó bị tuột rồi không sau đó cứ kêu nữa thì không có nghe cái tiếng đó mà lúc mà cái lực lượng mà gọi là uh, cứu hộ tới đó thì lẽ ra không nghe cái tiếng của đứa nhỏ rồi ừ. cái tiếng đứa nhỏ nghe được là do từ từ ba cái người đầu tiên này là họ kể lại là như vậy là từ lúc đó là không có nghe được cái gì nữa hết và không có biết là cái cách thức họ làm như thế nào để đưa được cái đứa bé lên người ta đưa ra nhiều cái phương án mời cả chuyên viên bên nhật qua rồi họ đề ra cái phương án này phương án kia mà nhiều người cứ nói ờ tại sao không làm kiểu này không làm kiểu kia có người nói là tại sao không dùng một cái gì đó mà giống như là hút hết tất cả những cái gì ở dưới một cái máy hút thật là mạnh để hút luôn cái đứa bé ra lên thì có thể dưới là biết. bị ngập nước rồi nó bị um, người ta làm chết đuối, đuối ở bên dưới dạ, đủ hết các cái, cái độ sâu đó à, là, là nước chưa biết là nước nó không... còn đó hay là nó đã đã từ sâu rồi nó trôi đi chỗ nào cũng không biết nhưng không mà không có thấy đủ sức nghiệp Dạ. À, và ngay cả mình thả cái sợi dây trên đó có cái chiếc ghế để nó ngồi lên được nữa đó, cũng không nó được. Nó có cái lỗ nó nó có 25 cm thôi. Cho nên bây giờ người ta cũng đang ngạc nhiên là tại sao, sao cái lỗ nhỏ nó, dữ nó nhỏ vậy như vậy mà cái thằng bé này lúc đó nó lại nói có thể được. nó lọt xuống dưới đó. Wow. Đó cái cái đó là cái điều mà họ đang ngạc nhiên như vậy rồi nhiều người nói là ở không tin rồi vân vân có nhiều ừ. uh, nhiều cái cách rồi có một người mà giống như là youtuber vậy đó Họ đem họ nói Họ nói là cái chuyện đó không thật Rồi họ làm cái cách là cho mấy đứa nhỏ kẹo đó là Bây giờ họ để cái ống 25cm nó mấy đứa nhỏ chui qua đi Họ cho nó kẹo Thì đó bỏ lên trên không mạng có chui xã được, hội được. Cũng bị người ta chửi quá trời Bởi vì họ nói là Cái đó nó very sensitive Mà trong ừ. cái lúc này mà họ chơi Họ muốn cái thử nghiệm đó Thì cái vẻ là bất nhân quá yeah. Hình ảnh của ông bố đứng nhìn thấy rất là thương thưa quý vị chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý jackpot mega million và chuyện gì xảy ra sau đó ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District thưa quý khán thính giả có những tin tức không thể mà không nói trong đó có thời tiết hầu như chúng ta nghe hàng ngày tiền bạc vàng viết lên xuống chúng ta nghe hàng ngày và bao gồm cái chuyện cứ vài tuần lễ hoặc là một vài tháng là chuyện sổ số cái đó, báo chí bởi vì họ đã đánh vào trong cái lòng lòng tham của con người và cái lòng mà phải chi bây giờ mình có được một số tiền khổng lồ như vậy mình sẽ xài bao nhiêu thì cái chuyện này nó vui lắm mỗi khi mình nhắc tới và ngọc lan cũng như chúng tôi đó là mỗi lần mà có những cái tin mà lên tới bạc tỷ là gần bạc tỷ là bắt đầu mình xôn xao 600 triệu thôi hả trở đi nó bắt đầu mình xôn xao rồi thì ngày hôm nay cái mega million nó lên tới 1,1 tỷ tính đến giờ phút này 1,1 tỷ và sổ số, số vào tối ngày hôm nay chỉ cái điều vui đó là thường không biết là quý khán thính giả Ngọc Lan có bao giờ mình bỏ thì giờ ra mình ngồi xuống mình mơ tức là nếu nếu như chúng tôi trúng được số tiền đó cho là một vé hay là hai người chia cũng được nữa nhưng mà với cái số tiền khổng lồ đó 1,1 tỷ nếu chúng ngày hôm nay mang về tiền mặt lấy một lần là 568.7 triệu Mỹ Kim đến năm 2024 tháng 4 15 quý vị phải khai thuế thì trừ 50% tiền thuế lợi tức. <laughs> cứ cho là 50 cho nó dễ đi, dễ tính đi thì chúng ta còn lại vào khoảng 280 triệu. ừ 230 vân vân, 250 triệu đi. Thì còn lại khoảng 250 triệu Mỹ kim là tiền của chúng ta sau khi đã xong hết tất cả mọi thứ rồi. Thì cái chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới? À, có bao giờ quý vị nghĩ ờ cái điều mình sẽ làm đầu tiên là gì không thì chúng tôi hỏi vui lắm một vòng á có người ô oh, tôi đầu tiên là chắc chắn là tôi sẽ đi mua một căn nhà vừa ý một căn nhà tôi đã mơ ước từ lâu thí à, dụ một căn nhà bên uh, bãi biển cái đó anh thủy với Màu quý vị <laughs> ừ. anh thủy luôn luôn mơ ước một căn nhà Và có hai cái cây dừa chắc ngang ngay bãi biển Căn căng cái võng ra ngồi trên đó thò chân được xuống nước ngọc lan nói canh ở đâu ở dưới quê đó cũng có một cây dũng nước cái hai cây dừa à, lần đó mà cái nhà nó không có đất tôi không có mơ ước là mua một cái biệt thự mà lái xe đi vô rồi đồng cỏ thấy ghê lắm tôi lại có một cái giấc mơ rất là đơn giản một căn nhà bên bờ biển thế thôi có hai cây dừa và căn nhà đã có thật tôi tìm mà chưa ra nhưng mà đây đại loại là cái căn nhà nó tương tự có như thật vậy có thật mà tìm chưa ra thật à, không cái hình chưa tìm cái dạ. hình hôm vừa rồi ở Maui có một căn nhà tôi đã mô tả đó có hai cây dừa có cái võng thọt cái chân xuống là tới nước căn nhà rất là nhỏ có mấy phòng ngủ thôi à nhưng mà đó nó nó cái niềm mơ của mình đâu có ghê gớm đâu rồi có người sẽ mơ oh, chắc chắn là tôi sẽ cho nhà thờ tôi cho chùa tôi đóng góp cái chuyện đó là cái chuyện rất tốt nhưng mà báo chí họ cũng ác lắm họ nói chứ, oh, ngoài ra đó phải chuẩn bị cho một cái chuyện không thể không xảy ra đó là người thân bạn bè mày chia cho tao một tí đi đại khái là như thế chuyện đó vô cùng quan trọng cháu chắc càng nhà mà như Ngọc Lan nó thì khủng khiếp một mình Ngọc Lan nội cái chuyện mà tính cho đứa này đứa kia bao nhiêu thôi rồi nuôi đứa này cho đến khi nó ăn học với điều kiện là con phải đi học đại học con phải tốt nghiệp đại học thì cũng có những cái điều kiện để muốn nó nó thành công nhưng mà con sẽ có căn căn nhà khi mà con tốt nghiệp đại học đại loại là như thế thì cái điều vui ở đây là chúng ta thấy nó nó chẳng là gì cả nó chỉ là giấc mơ thôi nhưng mà cũng có để mình mình mơ ước mình thấy đời vẫn còn một chút màu hồng phải không nhưng mà Ngọc Lan thấy là cái lòng tham của con người ở mỗi lúc nó mỗi tăng lắng nhớ uh, ngày xưa hồi trước uh, lúc mình mới qua mỹ uh, mới đi làm uh, mới biết cái chuyện mà mỗi lần vé số lên cao cao là một uh, chú ở trong uh, nhà chỗ làm việc cũng bắt đầu đi à, ai mua vé số không cái cầm tờ giấy cầm cuốn sổ đi ghi là lúc đó khoảng chừng mà ô oh, hôm nay là vé số đã lên đến ba trăm mấy chục triệu bốn trăm mấy chục triệu là lúc đó là mua bây giờ đó là bắt đầu cũng gần gần nghe cái số yeah. đến cả tỷ tỷ rồi thì mới mua nhưng mà tóm lại là một hồi nữa sau chương trình cà phê sáng thì là lại gom tiền đi mua vé số chứ ông thôi là um... cách đây vài năm đó tôi nghe <laughs> có người ở bên Massachusetts hay New Jersey gì đó tôi quên mất cái tin đó nhưng mà bà cụ 89 tuổi trúng 195 triệu Mỹ kim. Nhà Ngọc Lan thấy nhiều người trúng số người lớn lớn tuổi trúng nhiều lắm. cho nên tuổi kỳ này thì... Ngọc Lan nhường anh Thủy đi mua vé số. À, mặc dù cái tuổi thọ của bà nói Trấn chung có thể lên được 100 đi nhưng mà bà không còn bao nhiêu nữa thì cái số tiền đó chắc chắn là sẽ đóng góp rất nhiều cho gia đình rồi nhà thờ chùa vân vân những cái nơi mà bà cầu nguyện hoặc là cho các um, um, cơ sở các tổ chức thiện nguyện đóng góp. Ừ. Thì uh, nói gì thì nói chính phủ Hoa Kỳ là hưởng nhất, California nếu có người chúng là hưởng nhất. Ngược lại uh, vấn đề thuế đấy cũng đóng góp vào cái quỹ giáo dục nữa cho nên yeah. thực sự quý vị bỏ có hai yeah. đồng bạc thôi nhưng mà trong số đó chúng ta đóng vào cái quỹ giáo dục và nhiều cái quỹ khác cho California. Nếu mà kêu đóng tiền bình thường thì sẽ than thở Đúng. nhưng mà bây giờ móc uh -huh. túi ra một lần có thể đến mấy chục đồng mua vé số thì rất là uh, thoải mái không uh, có ai có người hết bỏ hết. ra đâu mấy chục ngàn đô la đó. Do yeah, người ta nghĩ người ta tính Ê, là họ nếu như họ đi mua ở đây, đó. họ mua ở kia thì cái xác suất trúng của họ nhiều hơn, vân vân nhưng mà bây giờ đó đã đang nói đến vấn đề tiền thì những người mà chuyên môn mà nghiên cứu về cái chuyện mà tiền á người ta nói rằng là là có 7 cái bảy cái thứ mà họ đề nghị quý vị đừng bao giờ mà dùng tiền mặt để mà mua mà ừ. trả mà nên là dùng xài thẻ à, trong đó thứ nhất á, là cái chuyện mà thuê nhà tiền thuê nhà Ồ. tiền thuê nhà bởi vì nói là cứ thỉnh thoảng lại gây ra cái tranh cãi giữa người thuê nhà và chủ nhà nói rằng là chưa trả tiền nhà vân vân. Nếu mà quý vị mà trả tiền nhà bằng tiền mặt á nó không có bằng chứng gì hết trơn á, nó không có giấy tờ cho ừ. nên là bắt đầu là nên trả ừ, bằng đó. check ha, bằng ừ. check hoặc là trả bằng thẻ để cho nó có một cái record lưu lại. Cái thứ hai đó đó là cái chuyện mà mua xe. Chuyện mà mua xe thì quý vị cũng không nên nó là cái chuyện đương nhiên mình có sách tiền tới mình bỏ ra mình mua để mình khỏi nợ thì điều đó tốt nhưng mà mà người ta tính á, là khi mà quý vị mà mua mua xe mà bằng tiền mặt như vậy đó thì coi như là nó là một cái số tiền cũng lớn mà quý vị mấy lấy chục. cái đó giống như mình đầu tư vào cái khác thì nó vẫn là tốt hơn là cái chuyện là quý vị sách nguyên một cái cục tiền mấy chục ngàn như vậy ừ. hay là cả trăm ngàn để mua xe xịn à, đi mua Uh, cái tiếp theo nữa đó là khi quý vị sửa nhà người ta nói là khi quý vị sửa chữa nhà cửa đó thì cũng đừng có hết tiền mặt mà đi mua vật liệu hay là trả tiền mà bởi vì quý vị giữ lại những cái Bill đó đó thì quý vị có thể cuối năm đó, đi mà làm thuế đó quý vị có hmm, thể là xin để đúng mà rồi. trừ thuế lại mà nó bộ. phải có bằng chứng là yeah. quý vị đã dùng cái tiền này để tôi sửa chữa nhà cửa tôi mua tôi trả tiền này yeah. tiền kia vân vân À, đó là về cái um, cái chuyện mà sửa chữa nhà cái nữa đó là mua nhà mua nhà cũng không nên mua bằng tiền mặt Nên vị mang vali tiền mặt trả <laughs> người nào mà có tiền đủ để mua tiền mua nhà bằng tiền mặt thì cái đó là quá lý tưởng rồi nhưng mà người ta cũng nói là nếu mà theo cái tính toán quý vị mua nhà bằng tiền mặt như vậy á thì nó không có nó không có lợi chút nào hết à, nhất là vấn đề trừ thuế nè quý vị sẽ không có được trừ thuế ừ. ví dụ như nếu quý vị mua căn nhà quý vị cho thuê thì cái tiền mà quý vị thuê ngân hàng á tiền hàng tháng quý vị trả vào tiền ngân hàng thì bữa đó mình không đóng thuế mình lấy nguyên cục tiền mình đi mua cái nhà là coi như cái income đó vô đủ là quý vị phải trả à, và rồi nó có nhiều cái nữa để người ta hướng dẫn quý vị cái cách mà mình dùng tiền như ừ. thế nào mà cho là có lợi nhất và trong đó có một cái nữa là trả tiền gas điện nước cũng, cũng không bằng tiền mặt. tiền mặt, tôi không biết là trả sao trả. Oh, tới một cái chỗ đúng nào rồi. Đúng rồi, đến họ... nơi trả thì họ nói là nên trả giống như là mình trả uh, bằng credit thì nó tự động nó trạc thì không có bị cái chuyện trễ nải được bị yeah. phạt. vân vân. À, nếu mà tôi không dùng tiền mặt để mua nhà mà tôi dùng tiền mặt tôi mua vàng, mấy cái tục thẻ vàng tôi trả tiền nhà được không? <laughs> như Việt Nam mua bằng 3 cây vàng, 100 cây vàng. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả Mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin quốc tế ngay sau phần quảng cáo và tạm chia tay với Ngọc Lan một lần nữa. Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới không? Chủ nhật ngay ngoài Phước Lộc Thọ. Chủ nhật Phước Lộc Thọ dạ. quý vị nhé. Ừ. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng 10 giờ sáng.